trường giáo dục chỉ toàn những học sinh vô lý, thích yêu cầu những thứ vớ vẩn ở nhà trường mà không bao giờ học tập thì Minh Tâm có lẽ không bao giờ đứng ở đây tranh biện về giáo dục và có những suy nghĩ riêng cho mình như thế này. Minh Tâm không phải là một học sinh vô lý trong giáo dục, và chúng tôi tin rằng có rất nhiều học sinh ngoài kia cũng giống như chúng tôi ở đây. Và đây là một giả định rất lớn của đội phản đối khi họ lên đây và nói rằng học sinh luôn vô lý và đòi hỏi quá nhiều thứ, thậm chí là quá đáng từ nhà trường. Đấy là thứ sẽ quyết định những cái tác hại mà có thể nêu ra, đúng không? Vậy thì tôi sẽ phản biện này dựa trên hai mặt. Thứ nhất, xét về xu hướng, học sinh của bên nào là nhóm đa số hơn, học sinh của chúng tôi hay học sinh của đội phản đối? Đội phản đối đã không đưa ra bất kỳ một đặc tính hóa nào để giải thích tại sao học sinh lại có những xu hướng vô lý như vậy, trong khi đội ủng hộ đã giải thích rất rõ cho các bạn, học sinh đã đạt được một độ chín nhất định khi mà bây giờ các em ở cấp 2 thì sẽ có định hướng vào cấp 3, các em ở cấp 3 thì sẽ có định hướng vào đại học và họ đã bắt đầu lo cho tương lai của mình. Vậy chúng tôi không hiểu tại sao họ lại giống như học sinh tiểu học vô lý bây giờ vẫn còn muốn bay vào trong không trung để làm vũ trụ hay là muốn làm tiếp viên hàng không. Đấy không phải là những đối tượng học sinh sẽ luôn luôn tồn tại. Cái thứ hai, xét về tính công bằng của trận đấu, tất cả những gì mà đội phản đối đã nói đều nằm trong mô hình của đội ủng hộ. Đấy là dù học sinh có vô lý nhưng chúng tôi sẽ giới hạn họ lại bằng nội quy nhà trường và chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận những yêu cầu hợp lý đến một mức nhất định, và quyền đặt mô hình rõ ràng là quyền của đội ủng hộ. Vậy nên đội phản đối đang phản biện cho một mô hình hoàn toàn không có thật. Bên cạnh đấy, chúng tôi tin rằng nhà trường sẽ không bao giờ để làm mất hoàn toàn vị thế của mình trước học sinh, bởi vì điều này sẽ trực tiếp gây hại đến lên cái công tác quản lý của nhà trường. Và chúng tôi thừa nhận rằng kể cả khi có những học sinh như vậy thì chúng tôi tin rằng đây là do những yếu tố khách quan khác còn tồn tại, ví dụ như do chương trình học quá nặng nên học sinh sẽ luôn luôn sợ bài kiểm tra khó. Đấy là lý do tại sao học sinh mình nghĩ cách chống đối, và đội chúng tôi sẽ là đội giải quyết vấn đề này trong hệ thống luận điểm của đội mình. Đến với luận điểm thứ hai của đội ủng hộ, chúng tôi sẽ giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và có trải nghiệm dạy học tốt hơn, và từ đấy tạo tác động tích cực lên trên nền giáo dục bao gồm cả học sinh ở trong đấy. Chúng ta đang không bàn tới những nhóm giáo viên đã có chuyên môn rất tốt và luôn luôn sẵn sàng thay đổi với học sinh vì họ sẽ luôn luôn làm tốt ở cả hai bên thế giới. Thế nhưng không nhận, những giáo viên thông thường còn lại phần lớn sẽ gặp phải những vấn đề sau. Một, họ là người lớn, là một người thầy đang đối diện với những học sinh tuổi vị thành niên, vậy nên họ rất tự tin vào khả năng giảng dạy kiến thức cũng như năng lực giải quyết vấn đề của mình, nên họ thường chọn cách làm của người lớn để áp lên vấn đề của những người trẻ. Thứ hai, mô hình giáo dục hiện tại đang cho giáo viên phần lớn quyền quyết định và thậm chí quyết định thay cho cả học sinh, vậy thì giáo viên không có thói quen lắng nghe tới trước, và chính vì vậy nó hình thành một rào cản trong việc tiếp thu, giao tiếp và thấu hiểu những nhu cầu mới của học sinh. Và thứ ba, tuy chỉ là trường hợp thiểu số nhưng cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì dưới áp lực của việc dạy học thì đã có những giáo viên đẩy việc phạt học sinh đi theo những hướng rất cực đoan. Chúng tôi sẽ lấy một ví dụ là trên báo Tiền Phong tháng 11 năm 2018, vụ việc giáo viên bắt học sinh tát bạn 231 lần đã khiến nhiều người phẫn nộ và lo ngại về cách học sinh đang được đối xử ở trường. Vậy đội ủng hộ sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Cơ chế của chúng tôi đấy là một khi chúng tôi yêu cầu giáo viên nhận định rằng học sinh là khách hàng của họ thì chúng tôi sẽ thiết lập một trạng thái tinh thần đối với giáo viên. Đấy là kể cả khi học sinh đang không thực sự yêu cầu điều gì cả thì giáo viên sẽ mặc niệm là học sinh đang quan sát, đang đánh giá họ thì họ sẽ có động lực để thứ nhất cố gắng chăm sóc, lắng nghe và để tâm nhiều hơn đến các nhu cầu về học tập tinh thần của học sinh. Thứ hai, cải thiện chuyên môn để vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình học cứng nhắc hiện hành. Và thứ ba, cẩn thận hơn khi ứng xử với học sinh, bởi vì họ biết rằng học sinh đã hiểu rất rõ vị thế khách hàng của mình nên sẽ dễ dàng phản hồi, tố cáo những hình phạt đi quá giới hạn. Và tác động, hai lớp tác động mà chúng tôi sẽ dẫn ra. Thứ nhất là lên giáo viên, chúng tôi sẽ kéo trạng thái bất đối xứng về vị thế lúc trước trở thành một trạng thái cân bằng hơn giữa học sinh và giáo viên, và từ đấy giúp loại bỏ những tư duy cố hữu trong đầu giáo viên đã nêu ra đặc tính hóa. Thứ hai, giáo viên sẽ liên tục thay đổi phương pháp dạy để trở nên tiên tiến và phù hợp với nhu cầu của từng học sinh hơn. Từ đó chúng tôi sẽ tạo một thay đổi lớn ở trong nền giáo dục. Đấy là chỉ khi các bạn xem trọng nhu cầu của học sinh như của khách hàng thì mọi đơn vị trong một nền giáo dục mới có động lực để không ngừng nâng cao chất lượng dạy để đáp ứng chính xác những nhu cầu đấy. Và chính những cái tần suất cập nhật, cải thiện chất lượng giáo dục liên tục như vậy sẽ thúc đẩy giáo dục tiến triển nhanh hơn và ứng biến kịp thời hơn so với những cái nhu cầu, những cái đổi mới của thời đại. Và so sánh với cải cách giáo dục vài năm mới xảy ra một lần thì rõ ràng đội của chúng tôi đang chiếm ưu thế nhiều hơn, và động lực này thì hoàn toàn không tồn tại ở thế giới của đội phản đối. Và đây là cách làm bền vững và hệ thống hơn so với các phương pháp tuyên truyền khẩu hiệu nâng cao giáo dục thông thường, vì một, mô hình này có tính yêu cầu cao hơn, và thứ hai, nó tạo ra một nguyên tắc ứng xử chung cho mọi người để tuân thủ. Và trong thế giới của đội ủng hộ, mỗi một nhu cầu của học sinh sẽ là lực đẩy cho giáo dục không ngừng thay đổi đi lên để ngày càng trở nên cấp tiến và phù hợp hơn với thế hệ học sinh tương lai. Và đấy mới là một giáo dục bền vững mà chúng ta đang hướng tới. Vì vậy, ủng hộ chúng ta sẽ được chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Xin kết thúc bài nói của mình ở đây. Đến với bài nói của tôi xin bài nói tôi ra làm hai phần. Phần nhất là phần phản biện và phần thứ hai là phần chỉ ra luận điểm. Chúng tôi có hai phản biện đến cho các bạn như sau. Một, ý kiến của các bạn về điều khoản học sinh, các bạn đang nhầm lẫn giữa khái niệm về chiều chuộng và phạm lỗi. Chúng tôi tin rằng điều khoản học sinh chỉ được áp dụng với trường hợp khi mà học sinh phạm lỗi mà thôi. Còn việc chiều chuộng thì cái việc điều khoản học sinh của các bạn nó sẽ không thể áp dụng, và tôi tin rằng đây không phải là việc vi phạm của điều khoản học sinh của các bạn. Một ví dụ đơn giản nhé. Bạn A được chiều không đồng nghĩa với bạn A đang vi phạm bất kỳ điều luật nào cả. Vậy thì chúng tôi tin rằng cái khả năng mà một học sinh nó sẽ bị chiều chuộng quá đà sẽ xảy ra rất cao ở thế giới các bạn. Đến với ý tưởng của các bạn về việc giáo viên sẽ ít khả năng được đối xử không tốt với học sinh, ví dụ như bạo hành hay kiểm soát, các bạn đưa ra. Một, chúng tôi tin rằng bản chất ai đó đã xấu xa ấy, thì bất kể trong thế giới nào, mô hình nào đi chăng nữa, họ sẽ vẫn có khả năng đối xử không tốt với học sinh mà thôi. Hai, kể cả khi điều này là thật đi chăng nữa,
các bà chỉ đang đánh đổi lại một lợi ích của một số người vốn đã có lợi ích và vốn đã có thể tự đấu tranh tự mạnh qua pháp luật. Đơn giản như là một học sinh ở đây, họ nếu bị bắt nạt hay họ bị kiểm soát, bản thân họ hoàn toàn có thể dựa vào luật pháp để tố cáo nhà trường hoặc dựa vào điều khoản sinh hoạt hay điều khoản dịch vụ của các bạn mà các bạn ràng buộc với chúng tôi. Vậy thì đơn giản là các bạn đang lấy đi một cái chúng tôi nói trong trang bị ngày hôm nay là những cái lợi ích của những học sinh khó khăn và học sinh cần giáo dục để thay đổi cuộc sống của họ, những cái lợi ích này sẽ bị lấy đi. Đến với phần mở rộng của lợi điểm một, chúng tôi chính vì việc các em chỉ ngồi và chỉ trích cách dạy của giáo viên nên cái khả năng tư duy và thích nghi của các em khi ra đời sẽ kém đi rất nhiều. Các em sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc và buông xuôi. Từ đó các bạn hãy tưởng tượng nhé, một xã hội, một đất nước nếu mà ai ai cũng ỷ lại và nản chí từ bước một thì liệu có những tấm gương nào học sinh nghèo nữa không, có những tấm gương vượt khó nữa không, hay là tương lai có còn những ai Edison với bóng đèn nữa không? Chúng tôi tin là không. Bạn có hỏi là không. Đến với lợi điểm hai của chúng tôi, việc đối xử bất công trong giáo dục giữa học sinh với nhau. Bản chất đối xử với khách hàng là gì? Khách hàng mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đặc điểm của nó là gì? Sự phân cấp, trả nhiều hơn đồng nghĩa với dịch vụ và đối xử tốt hơn để tối đa hóa lợi nhuận. Đây là một động lực rất lớn để gia tăng cho sự phân cấp đã tồn tại trong trường học. Vậy thì học sinh có bố mẹ đóng góp nhiều hơn, họ sẽ nhận lại được một cái sự đối xử tốt hơn các học sinh khác. Mà trường học có một sự phân cấp giàu nghèo nhất định. Ví dụ đơn giản, học sinh khá giả và học sinh khó khăn trong cùng một môi trường học. Đây là một sự phân cấp giàu nghèo đã tồn tại trong trường học. Vậy thì nếu coi học sinh như khách hàng, đây là một sự phân biệt trong cách đối xử với các học sinh khó khăn. Một ví dụ khác, học sinh khá giả có phụ huynh đóng góp nhiều cho nhà trường. Khi em mắc lỗi hoặc mặc sai trang phục, học sinh đó sẽ ít có khả năng bị khiển trách hơn vì học sinh này đang được coi là đã có công với nhà trường. Đây là một minh chứng cho sự bất công với các đối tượng cần quan tâm là học sinh với hoàn cảnh khó khăn ở đây. Vậy bản thân các em đang học sinh đang không nhận được một nền giáo dục công tâm và công bằng. Khi này hai điều xảy ra: một, thế giới quan; hai, nhận thức về sự công bằng và sự đúng đắn. Tôi xin thừa nhận của học sinh sẽ bị hủy hoại vì các em sẽ dần mất niềm tin vào thầy cô và nhà trường. Trường hợp tệ nhất của đội phản đối là gì? Giáo viên có thể là trung tâm của học sinh, nhưng chúng ta bảo vệ được hai thứ: một, thế giới quan của học sinh; hai là một sự công bằng hơn cho tất cả học sinh khác. Đội ủng hộ đến đây với chúng tôi và chỉ đưa ra trực tiếp trầm trọng thêm vấn đề về sự bất công mà thôi. Đến với luận điểm cuối cùng của chúng tôi về việc tước đi cơ hội được tiếp cận với giáo dục của các học sinh khó khăn. Bản chất các công ty ở đây là gì? Họ đều ưu tiên lợi ích của họ cho những khách hàng có tiềm năng hơn. Bản thân các học sinh khó khăn ở đây ở vùng xa sẽ bị cho là những khách hàng có ít tiềm năng hơn, trong khi họ là nhóm đối tượng cần quan tâm về hai mặt giáo dục và sự quan tâm. Trong thực chất của đội ủng hộ thì sao? Khi mà bản chất động lực của giáo viên được dựa trên đồng tiền chứ không phải cái tâm, thì ít có giáo viên nào có ý muốn được về miền núi, về vùng xa để giúp đỡ các học sinh nghèo, các học sinh đang thực sự cần cái giáo dục để có thể thay đổi cuộc sống của họ, thay đổi hoàn cảnh sống của họ. Chính vì việc này, những học sinh khó khăn sẽ ngày càng khó có thể thay đổi cuộc sống của họ hơn, thay đổi cái hoàn cảnh, chính cái hoàn cảnh mà đang cầm tù họ trong cái cuộc sống này. Đây là một sự vô nhân đạo với chính đồng bào chúng ta vì đội ủng hộ đang mang thêm lợi ích cho những người vốn lại có thể tự thân vận động và tự thân có nhiều đặc quyền mà ngược lại. Hết thời gian POI rồi, tước đi lợi ích của những người đã thực sự cần nó. Khi đó, đội phản đối tin rằng sự tiếp cận và phổ cập giáo dục đến những học sinh khó khăn nên là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Cuối cùng, hãy đến với phần so sánh về mặt lợi ích đi. Đội ủng hộ có thể họ có ý kiến học sinh có tôn trọng đấy, có thể họ có lợi ích cho những cái nhóm mà đã có thể tự thân vận động và tự lấy lợi ích của mình đấy. Nhưng chúng tôi bảo vệ được cái gì? Một, chúng tôi bảo vệ được một thế giới quan cho học sinh về thế giới này, họ sẽ tin rằng là thế giới này không còn một thế giới bất công nữa. Hai, chúng tôi bảo vệ được một sự công bằng, và ba là chúng tôi bảo vệ được một sự phổ cập giáo dục đến với nhiều đối tượng khác nhau. Cuối cùng, giáo dục sẽ không còn là giáo dục nếu bạn tước đi cơ hội của những người thực sự cần nó. Xin cảm ơn.